Chào mừng các bạn đến với lại kênh YouTube của Kelly Pan Nail. Hôm nay các bạn sẽ cùng Mỹ Nguyên thực hiện một mẫu cho nàng celeb Bùi Lý Thiên Hương với kỹ thuật vẽ nail loan ombre, vẽ nổi 3D cánh bướm thủy tinh nhé. Nền các bạn vẫn chọn clear như bình thường, sau đó chúng ta sẽ sơn tông thạch trong lên. Để chúng ta có thể làm loan thì Mỹ Nguyên khuyên là mình sẽ làm một lớp bay, sau đó không hơ, chúng ta sẽ thả một lớp màu. Ở đây Mỹ Nguyên chọn tông màu tím nhạt. Và rồi các bạn sẽ thấy là màu tím và bay sẽ tự loan vào nhau. Và tiếp theo các bạn sẽ sử dụng đến cọ, tô để chấm màu kim tuyến, điểm thêm lên trên nền. Ở một ngón khác các bạn sẽ sử dụng kỹ thuật ombre, xước nhẹ màu từ dưới lên trên, từ đậm sang nhạt. Như vậy là chúng ta đã có một tông màu chuyển rồi đó. Phần tiếp theo các bạn sẽ vẽ nổi cánh bướm 3D bằng kỹ thuật lấy bột clear, vẽ lên trên nền giấy bạc và đương nhiên phải có một chiếc khuôn. Khuôn thì các bạn có thể xài khuôn silicon cũng được. Tuy nhiên ở đây Mỹ Nguyên muốn khuyên các bạn là làm bằng handmade, bằng cách là chúng ta dùng chấm bi và vẽ lên trên nền giấy bạc. Và bây giờ chúng ta thấy rồi, một cánh bướm đã được vẽ rất trọn vẹn và dễ thương lên trên nền giấy bạc, sau đó để khô và các bạn có thể lấy ra và tô màu tiếp nữa. Ở đây Mỹ Nguyên chọn tiếp màu tông tím lên trên cánh bướm ha. Rồi bây giờ là chúng ta đã có 10 móng, chỉ cần gắn keo viên 3D lên, sau đó là xử lý nhám bề mặt móng thiệt. Và như vậy là chúng ta đã có được một bộ nail rất thời trang với tông tím và cánh bướm đậu nhẹ lên tay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Kelly Pan và bài hướng dẫn ngày hôm nay của Mỹ Nguyên. Nhớ subscribe để được nhận những clip mới nhất các bạn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.